Người ghi chữ nước ngoài nghi chứa ma túy liên tiếp trôi vào vùng biển Quảng Trị. Những ngày qua, người dân và lực lượng chức năng ven biển Quảng Trị liên tiếp phát hiện những túi lạ ghi chữ Trung Quốc, bên trong chứa các tinh thể nghi là ma túy. Chiều ngày 26 tháng 11, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày qua, địa phương liên tiếp phát hiện những túi bên ngoài in chữ Trung Quốc và bên trong có chứa các tinh thể nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển. Gần đây nhất là lúc 11 giờ ngày 26 tháng 11, đồn biên phòng Triệu Vân phối hợp với công an xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9, phát hiện hai gói có chữ nước ngoài, mỗi gói có khối lượng 1 kg, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Mai Văn Giới, sinh năm 1973, chú thôn 8, xã Triệu Vân, đến đồn biên phòng Triệu Vân trình báo việc trong lúc đi đánh cá đã vớt được một túi có trọng lượng 1 kg, chiều rộng 10 cm, dày 7 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Chiều ngày 25 tháng 11, Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, quyền đồn trưởng đồn biên phòng Hải An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám định 7 gói vật chất có ghi chữ Trung Quốc được người dân phát hiện trôi dạt trên biển. Theo trình báo, trong lúc đi biển đánh cá tại vùng biển cách thôn Đông Tân An khoảng 3 hải lý, ngư dân phát hiện một bao tải trôi dạt trên biển. Bên trong bao tải có 7 gói ni lông màu xanh, in chữ Trung Quốc. Trong các túi trên chứa tinh chất màu trắng chưa xác định. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng nghi vấn các tinh chất màu trắng này là ma túy.